Tiếp theo bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải câu hỏi sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi dịch cái nội dung các cái từ tiếng Anh này để sang tiếng Việt, chúng ta hiểu rõ cái nội dung câu hỏi này. Từ này là cho biết rằng ở đây đề bài cho chúng ta biết có một cái biểu thức. Biểu thức này người ta đặt tên nó là fx. Bây giờ thầy giải thích cái tên của nó fx này thì à, sau này chúng ta học à, lên các lớp trên thì fx đây chính là một hàm số cái hàm số này thì em nhận thấy là ở bên trong dấu ngoặc này người ta ghi cái chữ x này thì đây chính là một hàm số với cái x này là biến số còn ở trong cái nội dung câu hỏi này thì chúng ta có thể hiểu một cách nôm na như thế này chúng ta có thể hiểu fx là một biểu thức cũng được là một biểu thức với cái x này là ẩn số hoặc là biến số đều như nhau hết ẩn số hay là biến số là như nhau Rồi như vậy thì cái ký hiệu fx này thì bản chất của nó nó là một cái hàm số. Tuy nhiên để cho dễ hình dung thì em có thể hiểu đó là một cái biểu thức mà cái biểu thức này nó có chứa cái chữ này, cái chữ x hay người ta gọi là ẩn số hoặc gọi là biến số. Nếu như mà ở trong cái biểu thức này chúng ta bỏ chữ x đi, ta thay nó bằng chữ y thì cái công thức này người ta sẽ viết là f đóng bằng ngoặc y còn nếu như em bỏ chữ X đi em thay nó bằng cái chữ Z Thì người ta sẽ hiểu là F đóng bằng ngoặc Z Và nếu như chúng ta thay cái chữ X này Bằng một cái số cụ thể, ví dụ số 1 chẳng hạn Thì chúng ta sẽ có F1 Đấy, Tương tự như vậy Rồi bây giờ quay trở lại với câu hỏi này Chúng ta phiên dịch tiếp với đoạn này Cái chỗ này là tính toán À, giá trị của biểu thức rồi bây giờ dịch lại toàn bộ câu hỏi đó là à, cho biết rằng có một cái hàm số hoặc là một cái biểu thức ký hiệu là F đóng mở ngoặc X cái biểu thức này nó có biến là X và người ta cho chúng ta cái công thức đó là X mũ 3 phần 1 trừ 3X cộng 3X bình phương và yêu cầu chúng ta đi tính giá trị của biểu thức A bên dưới này cái biểu thức, A bên dưới này thì em nhận thấy là nó bao gồm tổng của nhiều biểu thức cộng với nhau. Thì cụ thể ở đây là bao nhiêu biểu thức? Em thấy ở đây là số 1 này, ở trên tử này, số 1 ở đây. Thì chúng ta có biểu thức thứ nhất. Số 2 là biểu thức thứ hai, số 3 là biểu thức thứ ba. Như vậy cái biểu thức A này nó bao gồm tổng của 2020 biểu thức Và bây giờ để tính ra giá trị của biểu thức A này Thì nếu như mà ở bài này chúng ta đi tính thủ công Tức là F đóng ở ngoặc 1 phần 2021 Tức là người ta tính từng chỗ một thế này này Thì như thầy giải thích ở ban đầu đấy Cái biểu thức Fx này người ta cho chúng ta cái công thức như thế này Vậy thì F của 1 phần 2021 có nghĩa là cứ đâu là x em thay bằng 1 phần 2021 vào Thế là chúng ta có như này X mũ 3 này là 1 phần 2021 Đóng mở ngoặc tất cả mũ 3 Phần 1 trừ đi 3x Tức là 3 nhân với x đấy. 3 nhân với 1 phần 2021 Rồi cộng với 3x bình phương Tức là 3 nhân với 1 phần 2021 Tất cả bình phương nếu mà chúng ta tính thủ công như thế này thì mất rất nhiều thời gian. Bởi vì ở đây biểu thức A này chúng ta phải tính 2020 cái biểu thức như thế này. Và chắc chắn khi làm bài thì không thể sử dụng cái cách tính thủ công được. Chúng ta phải đi tìm ra cái cách nào đó tính nhanh nhất. Vậy thì bây giờ em quan sát em nhận thấy là những cái số ở bên trong dấu ngoặc này, này nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt. Đây có đặc điểm rất đặc biệt như thế này nhé Chúng ta lấy cái số đầu tiên này Cộng với số cuối cùng Tức là 1 phần 2021 Cộng với số cuối cùng là 2020 phần 2021 Thì nó ra kết quả bằng 1 Rồi. Như vậy lấy cái số thứ hai Số thứ hai này Cộng với số gần cuối Số gần cuối có nghĩa là đứng trước cái số này này đứng trước cái số cuối cùng này thì chúng ta có một cái số nữa đó là f của 2019 phần 2021. Rồi như vậy ở đây chúng ta thấy này. Số thứ hai đó là 2 phần 2021 cộng với số gần cuối 2019 phần 2021 cũng bằng 1. Thì đó chính là cái quy luật của nó. Tương tự như vậy em lấy cái số thứ ba này Em cộng với cái số gần cuối mà tính từ bên phải sang bên trái Ở vị trí thứ ba Thì hai số đấy cộng với nhau cũng bằng 1 Cụ thể ở đây là 3 phần 2021 Rồi cộng với 2018 phần 2021 Nó cũng bằng 1 Rồi như vậy thì em thấy là Chúng ta có Cái số bên trong thống ngoặc cộng với nhau bằng 1 Nhưng mà ở đây đề bài lại yêu cầu là tính là tính cái giá trị của cái biểu thức này cơ chứ không phải là tính cái, cái trong số ngoặc này có nghĩa là chúng ta phải đi tính sẽ là f 1 phần 2021 ấy, cộng với cái f của 2020 phần 2021 sẽ là bằng bao nhiêu thì đến đây nếu như bạn nào mà chúng ta thấy có thể dự đoán được là hai cái biểu thức này cộng với nhau có thể nó sẽ bằng một đấy chúng ta dự đoán nhé dự đoán nó bằng 1. rồi nếu như em dự đoán bằng một thì em nhận thấy ở đây nhé là chúng ta có ngày đáp số rồi nếu em dự đoán bằng một thì em nhận thấy này cái biểu thức a này nó gồm tất cả là 2020 biểu thức có nghĩa là gì có nghĩa là a này nó bao gồm 2020 số hạng mỗi một biểu thức là một số hạng thế mà cứ hai số hạng thì kết hợp với nhau hai số kết hợp với nhau sẽ có tổng bằng 1. Như vậy thì 2020 này chúng ta xem là chia cặp ra, cứ hai số thành một cặp. Như vậy 2020 này nếu em chia ra cho 2 thì chúng ta sẽ được là 1010 cặp. Như vậy là cứ một cặp đây là một cặp này. Một cặp gồm hai số. Một cặp gồm hai số đó là số đầu tiên và số cuối cùng. Số thứ hai và số gần cuối cứ như thế. Cứ một cặp thì có tổng là bằng 1. Như vậy ở đây có 1010 cặp. Như vậy thì tổng của nó sẽ bằng 1010. Và chúng ta thấy nếu như bà ta làm theo kiểu trắc nghiệm thì ta đoán được ra ngay. Cái câu này đáp án chính là đáp án C này. rồi đó là cái cách mà chúng ta làm bằng cách là đoán thôi, chưa có cơ sở chắc chắn. thế vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái bài tập này theo cách là hiểu rõ bản chất của nó, ta làm theo kiểu tự luận. như vậy em thấy là cái điều này, cái điều này, cái chỗ này chính là chúng ta đi dự đoán thôi, chưa chắc đã đúng. em phải đi chứng minh điều này. nếu em chứng minh được điều này, thì cái điều dự đoán ta đúng và cái câu này đáp án chính là đáp án c rồi bây giờ à, quay trở lại với vấn đề thì em nhận thấy là cái số này nhá. Cái số 1 phần 2021 này thầy coi là số x đi. Coi là x đi. Thì ở đây chúng ta có f(x). Thế vậy thì cái số 2020 phần 2021 nó bằng bao nhiêu? Nó chính là bằng 1 trừ đi 1 phần 2021. Đúng chưa? Đó, như vậy ở đây chúng ta có 1 trừ đi x. Và cái này bằng 1 như vậy là em phải đi em chứng minh cái điều này rồi như vậy thì à, khi làm bài này theo kiểu tự luận thì chúng ta sẽ chia làm hai bước rồi bước thứ nhất là chúng ta đi chứng minh hay nói cách khác là chúng ta đi kiểm tra xem là cái hàm số này cái biểu thức này liệu nó có cái đặc điểm đó là fx cộng với F của 1 chữ X có đúng bằng 1 hay không? Rồi, ta đi ta làm điều này. Bây giờ để chứng minh cái điều này thì em sẽ lý luận ở đây. Để bài cho ta Fx đây rồi nhé. Vậy ta sẽ ghi như thế này. Đầu tiên ta có để bài cho Fx có công thức. Đó là x mũ 3 phần 1 trừ đi 3x cộng 3x mũ 2. Vậy bây giờ chúng ta đi tính cái f của 1 x. À, tính f của 1 x thì à, giống như cái đoạn mà thầy lý luận ở bên trên này. À, cái bên trong dấu ngoặc là bao nhiêu thì em thấy x bằng bấy nhiêu. Ví dụ như ở đây. người ta ghi là f y thì cứ y em bỏ đi, em thay bằng chữ x. Ở đây thay Chữ Y bằng cái chữ Z, còn đây ghi F1 thì cứ đâu là X em thay bằng 1 vào. Ở đây là F của 1 phần 2021 thì cứ đâu là X em thay bằng 1 phần 2021 vào. Vậy thì tương tự ở đây, cứ đâu là X em bỏ đi, em thay bằng 1 chữ X vào đây. Như vậy ở trên tử là 1 X tất cả mũ qua. Tức là X em bỏ đi, em thay là 1 chữ X tất cả mũ qua này. Ở dưới này, 1 3X, tức là 3 nhân với 1 chữ X cộng với 3 nhân với x bình phương là nhân với 1 trừ x tất cả bình phương. Là bây giờ em điểm tính toán cái điều này ra nhé. Chúng ta sẽ đi mở hết các dấu ngoặc ra. Thì ở đây chúng ta phải nhớ lại hàng đẳng thức. Cái chân tử này, chỗ này, chính là hàng đẳng thức này. Thầy ghi lại này. A trừ B mũ 3 bằng A mũ 3 trừ 3 A bình B cộng 3 AB b bình phương trừ b mũ 3. Rồi. Bây giờ chúng ta đi uh, mở dấu ngoặc trên tử. Áp dụng hàng đẳng thức ở đây là 1 mũ 3 này thì là 1 này. Trừ đi 3 a bình b tức là 3 nhân với 1 bình phương nhân x là bằng 3x. Ở đây thầy nhẩm nhé để làm uh, tắt một chút nếu em à uh, uh, chưa hiểu chỗ này thì em có thể em ghi ra dây nháp để em tính toán. Tiếp theo cộng với 3 nhân a nhân b bình phương, tức là 3 này. Nhân với 1 nhân x bình phương, tức là 3x bình phương. Trừ đi a mũ 3, à, trừ đi b mũ 3, tức là trừ đi x mũ 3, đó trên tử như vậy. Ở dưới mẫu đây là 1 này, trừ đi, ở đây nhân một đơn thức với một đa thức hay nói cái khác là nhân một số một tổng đấy. 3 nhân 1 là 3, âm 3 nhân với âm x thì cộng 3x. Em chú ý là mở dấu ngoặc và đằng trước là dấu trừ này. Đấy thì em đổi dấu đi. Rồi bây giờ tiếp theo. Cộng với. À, số 3 đây. Ở đây nó hết cái, 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 vùng để các em quan sát là thầy xuống dòng nhé. Cộng với 3 này. Hoặc thầy viết xuống đây. Đây thầy viết xuống đây để các em nhìn. Chép lại này. 1 trừ đi 3x cộng 3x bình phương trừ x mũ 3. Thì mẫu 1 trừ đi 3x. 1 trừ 3 cộng với 3x. Rồi cộng với 3 nhân với đóng bằng ngoặc. Tôi thể xóa chỗ này đi. À đến đây cái chỗ này em lại vận dụng hàng đẳng thức đó là A trừ b tất cả bình phương bằng a bình phương trừ 2ab cộng b bình phương. Như vậy em vận dụng vào đây chúng ta có đây là 1 này. A bình phương đó là 1 bình phương vẫn là 1 này. trừ đi 2ab, 2 nhân 1 nhân x là 2x cộng với b bình phương là x bình phương. Rồi bây giờ em thực hiện này, ở trên tử thì chúng ta cứ để nguyên, chép lại ở dưới mẫu thì em rút gọn đi em có thể rút gọn chỗ này là 1 uh, trừ đi 3 cho là âm 2 còn cộng với 3x này đây thì em uh, nhân nó vào nhé nhân nó vào như thế này theo mũi tên này thì chỉ này 3 nhân 1 là 3 này trừ đi này 3 nhân với 2x là 6x này cộng với 3x bình phương Rồi tiếp tục Trên tử chúng ta vẫn để nguyên Ở dưới mẫu thì em giúp gọn đi Và chúng ta ghi cái mũ từ cao xuống thấp Mũ ta ghi từ cao xuống thấp nhé Rồi 3x bình phương Ta ghi trước Ở đây là 3x trừ đi 6x Thì còn trừ 3x Trừ 2 cộng 3 Đó là cộng 1 Rồi như vậy chúng ta đã tính được ra F của một chữ x nó ra như thế này. Bây giờ em đi cộng cái này vào. Suy ra Fx cộng với F của 1 chữ x. Rồi Fx thì em ghi lại này. X mũ 3 phần 1 chữ 3x cộng với 3x bình phương. Còn cái F của một chữ x chúng ta vừa tính đây. Ở phía trên này. này. Em chép xuống đây. Đến đây chúng ta thấy là hai cái phân thức này là cùng mẫu Hai cái mẫu là giống nhau Chỉ có điều chúng ta thay đổi thứ tự đi thôi Em thấy ở bên tay trái này 3 bình phương Bên tay phải là 3 bình phương này Đây là trừ 3 x Đây cũng trừ 3 x nhé Đây cộng 1, đây cộng 1 như nhau Như vậy cộng hai phân thức mà cùng mẫu Em lấy tử cộng với nhau Mẫu giữ nguyên Tử cộng với nhau Tử thứ nhất này X mũ 3 cộng với tử bên kia Rồi cái mẫu chúng ta giữ nguyên Bây giờ em rút gọn ở trên tử đi Ở đây là x mũ 3 Trừ x mũ 3 bằng 0 Thế còn trên tử là 1 này Trừ 3x Cộng với 3x bình phương Ở dưới mẫu ta để nguyên Đến đây cái phân thức này tử và mẫu giống nhau Thì chia nhau bằng 1 Rồi Như vậy thì em thấy là cái điều mà chúng ta dự đoán này Nó đúng rồi Đấy như vậy thì câu này ta khẳng định chắc chắn là đáp án nó bằng 1010 đây Đấy là bước thứ nhất nhé Rồi bước thứ hai rồi Sau khi mà chúng ta dự đoán được rồi Thì bây giờ em sẽ suy ra Vậy từ cái điều mà chúng ta chứng minh được đây Thì em suy ra này F của x cộng với F của 1 chữ x Nó sẽ bằng 1 Vậy thì vận dụng vào đây là chúng ta có cái này F của 2021 cộng với F của 2020 phần 2021 bằng 1 Để ghi lại đây nhé Đây này 1 phần 2021 này. Cái đầu tiên và cái cuối cùng ấy này Đấy bởi vì ở đây này Bởi vì ở đây chính là Em coi là x đi Còn đây là chính là 1 chữ x này F của x cộng F của 1 chữ x bằng 1 Rồi tương tự như vậy nhé F mà 2 f của 2 phần 2021 này cộng với f của 2019 phần 2021 cái này cũng bằng 1 này. Đến ra số thứ 3 f của 3 phần 2021 cộng với f của 2018 phần 2021 bằng 1 và cứ như vậy cứ như vậy thì đến cuối cùng cuối cùng là chúng ta có ở đây là F của 2020 phần 2021 chỗ này là F của 1 phần 2021 bằng 1 bây giờ em cộng vào theo cột dọc em cộng vào Đấy, cộng vào theo cột dọc nhé thì bây giờ thầy đóng khung vào đây để em dễ hình dung toàn bộ cái chỗ thầy đóng khung màu đỏ này cộng nó vào Cộng nó vào thì nó chính là cái này F của 1 phần 2021 Cứ cộng như vậy cho đến cuối cùng là F của 2020 phần 2021 đây này. Thì nó chính là biểu thức A đúng không chị? Cho Chỗ này chính là A đây Như vậy cộng theo cột dọc thì cái chỗ mà thầy đóng khung màu đỏ này là chính là A Chính là A nhé Cộng với này Rồi bây giờ cái chỗ mà thầy đóng khung bên này Thầy chuyển đến màu xanh Đây, cái chỗ thầy đóng khung màu xanh này thì em thấy là cái chỗ đóng khung màu xanh này bản chất cũng chính là A Đây là chính là A thôi Bởi vì em nhìn từ dưới nhìn lên này F1021 này cứ cộng như vậy này Đến F của 2020 phần 2021 à, dừng lại Đó chính là A bởi vì viết theo thứ tự ngược lại thôi Như vậy đây cũng là A nhé Bằng Rồi bây giờ thầy Hướng dẫn tiếp vào đây Đây cái chỗ này đóng khung màu vàng này này Toàn bộ của số 1 để cộng với nhau này Thì bây giờ chúng ta xem là có bao nhiêu số 1 bao nhiêu số 1 thì em nhận thấy ở đây này ở đây là à, cái số 1 trên tử này thì chúng ta có đây cái số 1 đầu tiên như vậy đây là số 2 này thì đây là số 1 thứ hai và đây là số 3 thì đây là số 1 thứ ba như vậy ở đây chúng ta có 2020 số 1 như vậy cộng vào nó bằng 2020 đó rồi như vậy ở đây chúng ta có a cộng a là bằng 2 a bằng 2020 rồi từ đây chúng ta có a bằng 2020 chia 2 là bằng 1010. Đó, đây là chúng ta giải theo kiểu tự luận. Ta ta hiểu rõ bản chất của nó. À, thế thì à, sau khi mà em làm theo cái bài làm xong cái bài tập này rồi thì em nhận thấy là sau này nếu mà gặp những bài tập có cái dạng như này mà người ta cho cái kiểu trắc nghiệm đấy cho cái kiểu trắc nghiệm thì chúng ta có thể đoán ra ngay đáp số đó là em làm thế nào Em lấy cái số này này Cái số trên tử này Số trên tử lớn nhất này Em chia cho hai Là ra đáp số đúng không nhỉ Đây là 2020 Em chia 2 Nó ra 1010 Chỗ này Thế thì Sau khi chúng ta làm xong bài này rồi Bây giờ thầy cho một cái bài tập tương tự một ghi, ghi thêm này Bài tương tự Cho hàm số Bây giờ thầy ghi thành bài tiếng Việt luôn để các em hiểu. Fx bằng 4 mũ x phần 4 mũ x cộng với 2. Yêu cầu chúng ta là tính cái tổng này xem bằng bao nhiêu. Tính cái tổng S bằng F của 1 phần 2019 cộng với f của 2 phần 2019 cộng với f của 3 phần 2019 à, cứ cộng như vậy cho đến cuối cùng là f của 2018 phần 2019. Rồi và còn thêm một một ý nữa đó là cộng với f1. Cộng f1 Rồi Như vậy thì sau khi chúng ta làm cái bài phía trên rồi Nếu như ở đây Mà là bài tập mà Trắc nghiệm Nó có các phương án để lựa chọn Thì để tìm ra cái phương án cho câu hỏi này Chúng ta chỉ cần làm như thế này thôi Em thấy này Từ cái chỗ này Chỗ đầu tiên đến cái chỗ F Của 2018 phần 2019 Nó có một quy luật phải không nhỉ Như vậy cái chỗ này theo những cái mẹo của bài trên đấy thì cái giá trị của nó cái chỗ này cái chân này nó chính là em lấy cái số lớn nhất trên tử này, em chia hai tức là đây là 2018 em chia cho hai đúng chưa đấy không cần phải lý luận nhiều và cuối cùng là cái f1 này f1 này f1 có nghĩa là gì f1 có nghĩa là cứ đâu là x em thay bằng một vào như vậy em thay vào chỗ này để em tính như vậy cộng với này cái đuôi của nó này cộng f1 có nghĩa là đây là 4 mũ 1 phần 4 mũ 1 cộng với 2. Đấy, em tính ra nhé. 2018 chia 2 bằng 1009. Đây, em tính ra 4 mũ 1 là 4 này. Ở dưới là 4 cộng 2 bằng 6. Rồi em cộng cái này vào bằng 3029 phần 3. Đây, sau này nếu mà gặp bài tập mà trắc nghiệm em làm này rất là nhanh. Thì cái bài tương tự này của thầy nó khác với cái bài phía trên ở cái chỗ này Đó là cái bài phía trên người ta yêu cầu tính đến chỗ này là kết thúc này Cái chỗ có mũi tên này là kết thúc không nhỉ Nhưng bài này người ta thêm một ý nữa Đó là tính thêm cái số này nữa Đấy như vậy cái quy luật của nó nó có từ cái chỗ này thôi Nó có cái phần tại cái chân này thôi nhé Còn cái phần ở sau là ta phải tính rời ra chứ không không có quy luật chỗ này à, cái mà bài tập theo cái hình thức như này thì người ta cho rằng hàm số hàm số đó buộc phải thỏa mãn cái điều kiện này f của x cộng với f của 1 chữ x bằng một nếu như hàm số có đặc điểm này thì chúng ta mới làm như vậy được rồi bây giờ sau khi làm xong rồi chúng ta phải kiểm tra xem hàm số này nó có đặc điểm như này không nhé bây giờ thầy kiểm tra thử xem fx cộng với f 1 chữ x chúng ta kiểm tra xem đúng kết quả học 1 hay không. Fx chúng ta cứ để nguyên là 4 mũ x phần 4 mũ x cộng 12. Rồi bây giờ F của 1 chữ x thì cứ đâu là x em thay là 1 chữ x vào đây. Đây. 4 này, mũ 1 chữ x cộng 12. Bây giờ em phải đi em tính toán cái chỗ này xem có đúng nó bằng 1 hay không. Rồi cái chỗ đầu tiên này ta chép lại nhé. Thầy ghi chấm cho nó nhanh. Ở à, đây là 4 mũ 1 chữ x. Thì thầy viết thành 4 chia cho 4 mũ x. Bởi vì chia hai lũy thừa cùng cơ số vào nhỉ. Cái 4 này thực ra là 4 mũ 1 đây này vào nhỉ. Nhưng không cần viết số 1 nữa. Viết là 4 thôi. Rồi bên dưới chỗ này là 4 chia cho 4 mũ x cộng với 2. Bây giờ để các em dễ hình dung cho cái tính toán Cái chỗ này vẫn chép xuống nha Cái đoạn đầu này cứ chép đi chép lại này. Thì cái chỗ phía sau này Thầy sẽ biến đổi như thế này 4 chia cho 4 mũ x Thầy viết thành 4 phần 4 mũ x Đó. Còn cái dấu phân số này Cái dấu này Thầy viết thành dấu chia Rồi ở đây là 4 phần 4 mũ x này Cộng 12 đây. Thầy viết như vậy để lát nữa chúng ta thực hiện phép chia hai phân số cho nó dễ hơn. Cho nó dễ hiểu hơn, ở đây chúng ta lại chép xuống này. Chỗ này là 4 phần 4 mũ x chia cho ở Trong dấu ngoặc em quy đồng lên, em nhân chéo này lên. 4 cộng với 2 nhân với 4 mũ x phần 4 mũ x bằng này, nó này lại chép lại này. Ở đây là phép chia hai phân số chúng ta viết thành nhân với phân số nghịch đảo. Em cho 4x này trên trên tử này. Đây, cái này cho cái mẫu này. Đó. Cái này thì em rút gọn đi. Rút gọn cái này đi này, đấy. như vậy trên tử còn là số 4. Ở dưới mẫu là 4 cộng với 2 nhân với 4 mũ x. Bây giờ ở trên tử cái số 4 này Chúng ta viết thành 2 nhân 12 Ở dưới mẫu này chúng ta nhóm được số 2 ra ngoài Thì bên trong chỗ này còn 2 này Cộng 14 mũ x Sau đó em rút gọn đi Đây số 2 này Số 2 rút gọn đi này Như vậy còn lại là bao nhiêu Đây cái, cái chỗ ba chấm này Nhưng mà thầy chép xuống này Đây 4 mũ x phần 4 mũ x cộng 2 thì chết luôn đây 4 mũ x phần 4 mũ x cộng 2 Cái này rút gọn đi Trên từ còn 2 Ở dưới là còn 2 cộng 4 mũ x 2 cộng 4 mũ x này, thì thầy ghi 4 mũ x trước Bởi vì pháp cộng có tính chất giao khoán Thầy ghi kiểu gì cũng được A cộng B, B cộng A là như nhau Ở đây em thấy hai cái phân số này hai phân thức này, này cùng mẫu Lấy từ cộng với nhau Từ thứ nhất cộng với từ thứ hai Mẫu giữ nguyên em ừ, thấy chưa từ mẫu giống nhau cái này chia nhau bằng một Rồi như vậy thì uh, chốt lại là với những cái dạng bài như thế này thì đề bài thường là người ta sẽ cho chúng ta cái hàm số fx mà cái hàm số này nó sẽ có cái quy luật đó là f của x cộng với f của một chữ x sau khi tính toán là nó sẽ bằng một. Đấy, cái này chúng ta kiểm tra thôi những cái thao tác mà thầy làm tỉ mỉ như thế này là chỉ để phục vụ Nếu như ở đây là bài tập tự luận Chúng ta mới làm kiểu này thôi Còn sau này chúng ta đã biết rồi Cái bài này nó có cái mẹo để làm nhanh Thì sau này nếu mà gặp tự luận Thì làm giống như thầy vừa làm đây Còn nếu như không phải là tự luận Mà là trắc nghiệm Thì em cứ làm theo mẹo thôi này, Cứ lấy cái số lớn nhất ở trên tử này Chia cho hai. Đấy chính là giá trị của nó Đấy, Như vậy chúng ta kết thúc bài tập này tại đây Hẹn gặp lại các em ở các bài tập tiếp theo